Con mà. Vâng, hình ảnh mà quý vị anh chị các bạn đang nhìn thấy đang đang chiếu gương trên màn hình là một siêu phẩm hoàn toàn, một chiếc xe White Track sản xuất 2017, màu trắng tinh khôi, quá là chất. Này có mình đánh quên đi ạ, một chiếc xe White Track sản xuất năm 2017, động cơ 3.2 sàn 6 cấp, hai cầu điện. Simba có rất nhiều chức năng, rất đẹp anh em ạ. Mới cập bến thì con mình sẽ xin được lên sóng cho anh em nhé. Chiếc này thì giới thiệu anh em là bảo hiểm thân vỏ còn nguyên. Giá đang được chào bán rất hợp lý thôi, với giá là 765 triệu đồng. Chiếc xe này thì đẹp kinh quang, rất là đẹp và chất, với rất nhiều tinh năng. Cảm giác chiếc này nó thực sự tuyệt vời anh em. Đi cũng rất sướng và chiếc xe có rất ok. Quay kỹ cho anh em nhé, quay kỹ cho anh em tất cả các chi tiết trên xe. Mình vừa đi mua được chiếc xe này cùng một người bạn và cũng thử cái cảm giác lái của chiếc xe này. Cảm giác thì lái rất là sướng, cực kỳ chất, rất là cân. Lốp lát chiếc xe anh em quay cho anh xem lốp lát này. Đấy, lốp lát chiếc xe này là rằng 6 châu kép, là rằng quay của này, ngoài check cho anh em xem cái đặt ra xuống hình lòng máng này. Đấy, xin ngàm tích cả thành gương, nó ra phải nó rất là sâu. Đấy, rất là chết anh em nhá. Từ con ốc này, từ con dô quy này, anh em xem nó rất là ngực, quá đẹp và chết. Xin ngàm tích cả thành gương, vẻ mưa. Đây, anh em xem keo chỉ cho xe còn nguyên. Cảm ơn anh em nguyên zin, không mất phần nào cho anh em trích hãng bao test mọi nơi anh em là mong muốn nhé. Đây, ta lô ta bì anh em, tươi sần, gai sần còn nguyên này. Đấy, da nỉ, cột kèo còn nguyên. Đấy, để cho anh em xem từng cái ốc bản lề chưa có cửa này, từng chấm sơn nhà máy còn nguyên zin này. Đó, xuống quá đẹp. Đây, quay cho anh em xem phần gầm bệ thì xe còn rất là mới nhé, sáng choang, chưa một chút là của Hano một tí đâu. Quay gầm kỹ cho anh em vào chiếc hãng test cho anh em toàn quốc, chào thuyền nào ra là anh em mong muốn luôn. Ô, đi ra salon à, có đồ nào cơ. Chiếc xe này có thanh thể thao, chưa có lắp thùng kéo. Chiếc xe này thì lắp thùng kéo sẽ đẹp hơn. Cảm biến quanh xe mình nhé. Cảm biến quanh xe. Đây, các bạn lốp sức cua, lốp sau rất đẹp nhau. Quá chất. Úp ốp đèn đã có đèn lắp anh ấy. Thật sự là ông vua ăn tải này thì quá là chất. Một chiếc xe mà nó phải nói là một em Ngọc Trinh, một em Bạch Mã, nhìn nó ngoài xe quá là đẹp và chất. Đây, đã được ốp rất nhiều thứ này anh em này. Đây là vừa đặt trên kính rồi là ốp bình xăng, tay lắm cửa đầy đủ. Về mưa tất cả chi tiết đều rất ok. Tôn vỏ bóng tăng gân gà sắc nét này rồi nhá, quá chất. Đây, phong dáng 2017 anh em thấy là rất là căng cứng, đẹp đẹp mi salon kết hợp cụm đèn pha cho cái chiếc xe cực kỳ đẹp. Đăng kiểm dài miên man tầm tháng 5 2021 cho anh em hoàn toàn yên tâm sử dụng. Với và chạy dòng này cũng rất là kinh tế, và mình vừa test thử chạy chiếc xe trên đường mà chiếc xe chạy rất mượt mà và êm ái, động cơ rất khỏe và chất, động cơ 3.2 turbo, cái chiếc xe rất là khỏe, chạy những cung đường trường địa hình, hai cầu điện rất là êm ái. Với những dòng này thì có rất nhiều chức năng như đổ đèo, phải hành ngang dốc chứng chân trượt, rồi là rất nhiều tính năng hiện đại. Không phải giới thiệu nhiều thì anh em với những chiếc xe dòng này quá là đẹp.
số hiệu 6 cấp của số thể có thể tha. Sau đây cho anh em xem một phần khoang nội thất của chiếc xe này. Chế độ cằn trồn cờ rui rồi là mọi chức năng. Vô lăng thì là vô lăng 4 chấu kết hợp với các chế độ option đầy đủ và rất là thông minh, tiện lợi gương kính chỉnh điện, điều hòa auto, rất nhiều tính năng anh em. Nói chung ngoài check thì cũng phải giới thiệu với anh em nhiều. Những chiếc này thì cũng cực kỳ đẹp và chất. Vâng, thì cũng rất là hạnh gửi đến với anh em một cái mẫu xe mà nó rất là đẹp và một ông vua bán tải, một cái chiếc xe sản xuất 2017, bảo hiểm thân vỏ còn nguyên anh em nhé, thân vỏ còn nguyên. Cảm ơn các anh em zin cóng cả xe, zin từng con ốc, zin từng chi tiết. Vâng, thì quý anh chị các bạn ông mua xe này thì hãy điện thoại cho cô Bình và qua số Zalo của họ là 0935199868 nhé. Địa chỉ của Bình ở thành phố Mỹ, tỉnh Quảng Ninh. Anh em xem xe hãy đến tận nơi xem, cảm nhận sẽ lấy cái chất đẹp của em nó. Anh em xem cái form dáng xe rất là căng cứng. Động cơ 3.2 turbo cho phép chiếc xe rất là khỏe, rất động. 4 bánh chế độ 2 cầu điện. Rất là tiện lợi và dễ sử dụng cho anh em. Chiếc xe quay kỹ anh em xem. Động la chiếc xe chạy là sướng lắm anh em. Cân lái rồi là lái điện rất là nhẹ nhàng và êm ái. Rất là chất. Mẫu xe rất đẹp, rất tuyệt vời. Vâng, thì quý vị anh chị nào mua sau này thì hãy điện thoại cho công minh nhé. Có được chính những xăm xe và cảm nhận cái chất xe của em nói có chất. Có chất không, có xứng đáng với giá tiền là 765 triệu đồng hay không. Giá này thì sẽ có thể báo hồ sơ cho anh em nhé. Anh em nào mua xe này thì hãy điện thoại công minh sớm, hãy đến đấy. Xem cảm nhận của ông vua bán tải do 2015 17 con xin lỗi anh em, 17 cực kỳ chất. Hôm nay đi trên đường đi bắt về thì cũng chưa giờ ra thì con mình cũng review qua thôi, còn vào hôm khác có thời gian thì con mình sẽ review kỹ chiếc xe này cùng xem nhé. Vâng, trên này cảm ơn anh em xem video của con mình lần đầu thì hãy nhớ like subscribe của con mình nhé. Ở đây là chuông thông báo để khi có video của mình cập nhật upload lên kênh thì anh em sẽ được xem và có nút thông báo về các mẫu xe của mình cập nhật upload thường xuyên lên kênh. Vâng, xin chân thành cảm ơn anh em. Xin hẹn lại em ở các video sau. Xin kính chúc anh em luôn sức khỏe, may mắn và luôn thành công nhá. Sẽ tìm cho mình mẫu xe lý tưởng và đẹp để phụ công việc cũng như là phụ gia đình. Chân thành cảm ơn anh em. Xin chào và hẹn gặp lại.